사랑하지 말아요. 아직은 잘 모르잖아요. 사실 조금은 두려운 거야. 그대 미안해요. 우리 약속하지 말아요. 내일은 또 모르잖아요. 하지만 이 말 많은 진심이야. 그대 좋아해요. 미래를 찾을 수 없어 어리석은 미련. 사랑에 탈했어 mistake. 느끼는 감정은 다 비슷해. 하지만 이 순간만큼은 I want you to stay. 우리 사랑하지 말아요. 아직은 잘 모르지. 와우, một không gian làm việc rất là chuyên nghiệp. Chào Minh Khôi. Đây, xin chào mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Minh Khôi và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bạn ấy là ai nha. Rồi bây giờ mình ngồi ở đây, cái mình trò chuyện với nhau một xíu ha. Đầu tiên thì con hãy giới thiệu cho cô cũng như là quý vị khán giả được biết là con tên gì. Dạ con tên là Phạm Phú Minh Khôi. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 9 tuổi. Cô thấy con đi cắt quốc rất là chuyên nghiệp luôn. Thì làm thế nào mà con biết được cái cách đi như vậy? Dạ là thứ nhất là con lên mạng xã hội thì con xem các cô chú cũng như là các bạn, thì các bạn đi con thấy rất là đẹp. Thì con xin ba mẹ là con học. Khoảng bao lâu thì con biết đi? Dạ cỡ 2 tháng. 2 tháng là biết đi rồi, giỏi quá ta. Hiện tại thì con có đi diễn ở đâu chưa? Dạ rồi, con diễn cho nhà thiết kế Phương Ly Ly, nhà thiết kế Avi Mô Đà. Wow, đi diễn cũng nhiều. Có đi diễn ở nước ngoài bao giờ chưa? Dạ rồi, con diễn ở thương hiệu cho Thượng Hải ở bên Malaysia. Cho cô hỏi chút xíu là trong cái quá trình mà mình đi diễn á, thì con có gặp những cái cô chú nào mà chuyên nghiệp mà con yêu thích không? Dạ có, thứ nhất là chú Ngọc Tình, thứ hai là chú Phi Ca, thứ ba là chú Bibi Trần, chú tư là Lương Gia Huy. Vậy con ấn tượng với chú nào nhất? Dạ là chú Lương Gia Huy với lại chú Ngọc Tình. Thì lúc mà con đi diễn vậy á thì con có học hỏi được thêm gì không? Dạ là con học hỏi thêm được là mình đi là mình phải làm sao để mà mình tự tin hơn. Dạ là tiếp theo là đi là phải đa chuẩn dáng, là đi là cũng phải có thần thái một chút. Dạ. Rồi bây giờ mình thử làm cái mặt mình khuôn khuôn ngầu ngầu xem. Ngầu chưa? Dạ rồi. Ngầu rồi. Ngầu ít thôi. Rất là dễ thương. Dạ. Bây giờ mình chơi một cái trò chơi nhỏ nhỏ ha. Dạ. Được không? Ok, cô sẽ hỏi nhanh, con sẽ đáp nhanh trong vòng 10 giây. Rồi bây giờ mình sẵn sàng với những thử thách sắp tới chưa? Sẵn sàng. Rồi bây giờ cô sẽ đọc câu hỏi và con sẽ trả lời nha. Câu đầu tiên của bài Happy Birthday là gì? Happy Birthday to you. Chính xác. Câu cuối cùng của bài Happy Birthday là gì? Happy Birthday to you. Rồi chính xác. Doraemon với Doremi là gì của nhau? Dạ là anh em của nhau. Vậy thì Pikachu với Pikami là gì của nhau? Dạ là hết giờ. Bây giờ câu hỏi tiếp theo nè. Nước cam có màu gì? Dạ nước cam có màu cam. Chính xác. Chảy máu cam thì máu cam có màu gì? Dạ có màu cam. Màu đỏ. Sai. Rồi câu tiếp theo. Trong chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng, nàng công chúa ngủ trong rừng bởi vì phải ăn táo độc hay nấm độc? Dạ táo độc. Không có ăn cái nào hết. Táo độc là công chúa Bạch Tuyết nha. Rồi. Rồi bây giờ thì cô sẽ có một cái thử thách cho con. Nhưng mà thử thách bây giờ cô không biết là thử thách nó là gì. Mình phải bốc thăm mình mới biết được. Dạ. Tên, tên, tên. Đây. Trong chiếc hộp thần bí này có rất nhiều thử thách. Yeah. Bây giờ bóc một lá thăm. Mời con. Thì bây giờ đây, thử thách đầu tiên là gì? Người biểu cảm mặt xấu trong vòng 5 giây. Vòng 5 giây. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thử thách thứ hai. Cho tay vào trong cái hộp nè và lấy ra một cái lá thăm xem nào. Hãy thể hiện một vài điệu võ. Con có biết võ nào không? Dạ con biết võ Taekwondo.
想浪里浮沉着悲喜煎熬，鸿飞霓裳，转眼间谁人能记牢，爱你恨你有谁知晓，情似水à, con thấy cái buổi trò chuyện ngày hôm nay nó làm sao? Dạ vui mà còn hài. Cảm ơn con rất là nhiều bởi vì những thông tin mà con đã chia sẻ với quý vị khán giả ngày hôm nay nhé. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng chào tất cả quý vị đây.